H.O. Come on. Người tình nhỏ bé của đời em sao hay hờn ghen, mặc thì ngày ngày cao có khiến tình ta sao mà vui vui. Miệng thì hay nói những lời yêu sao mà vui tai, anh cùng với em nè mãi yêu. Cuộc tình nhiều sóng gió nhưng tình ta vẫn không nhạt phai, mà đời thì nhiều ngang trái nhưng tình ta chẳng hề đổi thay. Cùng chàng đi đến bao nhiêu mộng mơ, ta cùng yêu suốt đời nè, la. Em nguyện suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi không xa rời. Đời ta như bầy chim trên trời, chắp cánh bay khắp nơi. Em nguyện suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi đi đến nơi chân trời. Đời ta như ngàn hoa muôn màu, sẽ mãi không đổi thay. Suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi không xa rời. Đời ta như bầy chim trên trời, chắp cánh bay khắp nơi. Em nguyện suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi đi đến nơi chân trời. Đời ta như ngàn hoa muôn màu, mãi không đổi thay. Đôi ta luôn bên nhau, cùng nhau đi đến nơi chân trời. Theo tiếng chim gọi mời, một tình yêu sáng ngời. Tình nhỏ bé của đời em sao hay hờn ghen nè, mặt thì ngày ngày cao có khiến tình ta sao mà vui vui. Cùng chàng đi đến với bao nhiêu mộng mơ, ta cùng yêu suốt đời này, la. Em nguyện suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi không xa rời. Đời ta như bầy chim trên trời, chắp cánh bay khắp nơi. Em nguyện suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi đi đến nơi chân trời. Đời ta như ngàn hoa muôn màu, sẽ mãi không đổi thay. Em nguyện suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi không xa rời. Đời ta như bầy chim trên trời, chắp cánh bay khắp nơi. Em nguyện suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi đi đến nơi chân trời. Đời ta như ngàn hoa muôn màu, mãi không đổi thay. Suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi không xa rời. Đời ta như bầy chim trên trời, chắp cánh bay khắp nơi. Em nguyện suốt đời yêu mình anh, nguyện mãi đi đến nơi chân trời. Đời ta như ngàn hoa muôn màu, mãi không đổi thay. Đôi ta luôn bên nhau, cùng nhau đi đến nơi chân trời. Theo tiếng chim gọi mời, một tình yêu sáng ngời. Chẳng tha
tình tươi thắm thắm như chí hồng. Chí hồng theo phụng theo lòng, theo màu áo cưới thắm duyên đôi mình. Ông tơ ông xe duyên ta, bà Nguyệt cũng khen hay hay. Khi nhìn đám cưới mình tại trong tay, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. Ông tơ ở cao cao cao, bà Nguyệt ở xa xa xa. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta, thương nhau đã bao năm qua. Ta thầm mơ ước ngày lên sẽ qua. Na xinh xinh thương anh biết lo tương lai, tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Khi mai khoe sắc đón xuân là ngày hai đứa đẹp duyên bên nhau. Kìa xem đôi cánh vàng nó đầu cành hoa mai vàng nở mừng xuân sang là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ xe nối duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chí hồng. Chí hồng theo phụng theo lòng, theo màu áo thắm duyên đôi mình. Ông tơ ông xe duyên ta, bà Nguyệt cũng khen hay hay. Khi nhìn đám cưới mình tại trong tay, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. Hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường xa nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù sa. Còn trong đời bạn bè dăm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi, đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đỗ bốn phương, đưa đầu non giữa đêm dược xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó,
sang. Tình vẫn ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chưa chan duyên. Em là hậu, anh quay cho con, anh cao lên, cái này cô cũng là hình thân. Là nghĩa gì, đầu cao là hai giới, mà cô là hậu quay nó. Đức ra hay là tình của người gái cùng già hết ta làm đức cho con cháu trai trên đây không còn nghề không may gì hết không may mắn gì hết đây là già hết rồi. Tới lúc đó em trang điểm nè, em mặc áo dài nè, rồi em đội cái vòng hoa của anh lên thì em mới đẹp được. Anh khi nào anh cưới em nhở? Thì mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Được sang nhà dặn tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phụ rể nghe. Còn trông đợi bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chiều trời đầy đó bốn phương, đưa đầu nón giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Còn màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan duyên tình đôi mình. Hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Thì hôm nay ngày đầu thăm phố của các bạn, hai đứa cháu thiên thích từ kia thư gia được tình nghĩa. Hai bên đều tận cảm hết, thành ra bên này có dịp đám liên quan đến chúng tôi hai đứa nhỏ 100 năm hạnh phúc, và chúng ta cụ già hết rồi thì hôm nay tôi lại gọi nó đứng đây cũng xin nói trước rồi lưỡng tộc đôi bên ông bà tổ tiên như mất đi rồi cũng còn sống lại thì chúng ta kỷ niệm để chúng ta quay lại những cái đó, chúng ta kỷ niệm về trước thì có đem 4, 7, 6 phần cho tất cả bánh cả tàu cao không. Thì đó là trước chứ không đẹp qua không ạ? Không đẹp qua đẹp qua cô bác là có nhiều người mất đi rồi người sống lại được không có kinh không có ứng rồi không có ứng rồi chúng ta để cũng là lớn không may có mẫu chúng ta biết tạo duyên hết hạnh phúc cho con cho cháu đời này đời kia để ăn đồng ở lâu sống với nhau thương và thương lẫn với nhau tới già bên trong các bạn thì anh em chúng ta chỉ có làm gì đâu thì là không lấy không làm mê mai mối gì hết để chúng ta hai bên xu gia đàn gái đàn tam thì thương nhau hạnh phúc nhau thì mới có để cho trong này là có đám cưới cho các con cháu ông bà cô bác thương mọi người vậy chúng ta chứng kiến đây để uống chung rượu này kỷ niệm cho con cho cháu thì cũng có đâu lời tình chứ không còn là gái thôi
Ấn tượng là tôi xin đại diện bên họ nhà gái xin cảm ơn họ nhà trai ngày xin lễ chú hôm nay cũng có là lễ vật để cúng gia tiên và những lễ vật của họ nhà trai để hôm qua lễ cưới mà tôi xin phép được nhận và xin cảm ơn và xin được giải quyết từng thành và bây giờ thì xin mời đứng đầu đi và bây giờ xin mời hai xui gia để gái xui gái để vợ bà để bắc thang hái ngon trầu vàng trầu em cao số mùa màng anh hương bắc thang hái ngọn trầu hương đó thương anh một anh thương đó mười bắc thang lên ngoài trời xanh chi hồng đâu ta cho anh mượn về để anh sẽ kết đây đầy sẽ chim loan phượng dưới cây ngô đồng kết tóc xe tờ sẽ trang phục nữ với chàng thi nhân có hai họ chúc mừng duyên mới cảm ơn đời anh gặp được người thương có hai họ chúc mừng duyên mới cảm ơn đời anh gặp được người thương bắc thang hái ngon trầu vàng trầu em cao số mùa màng anh thương bắc thang hái ngọn trầu hương đó thương anh một anh thương đó mười bắc thang lên hỏi trời xanh chỉ hồng đâu ta cho anh mượn về để anh sẽ kết đây đầy sẽ chim loan phượng với cây ngô đồng để anh kết tóc xe tơ sẽ trang phục nữ với chàng thi nhân có hai họ chúc mừng duyên mới cảm ơn đời anh gặp được người thương có hai họ chúc mừng duyên mới tôi xin được tuyên bố với ông bà cô bác hai cháu Mai Hiếu và Thanh Tú được ông bà cho phép miễn lễ và hai cháu chỉ xá ông bà cô bác ở đây thôi còn từ lùi thì xin miễn lễ ở đây có đại diện của ông chú đã làm lễ rồi hai cháu có được miễn lễ ông cô và phép nó để chào ông bà cô bác ở đây chúng tôi cùng lên tất cả lưỡng tộc trước làng và đêm ngày hôm nay là nước tôi như này đây đến đây trước và đám gì đó thì do thánh giáo cũng lên để khám dạ. Nhưng mà lại khá thôi càng dài thì chúng tôi đang về sao? Cho cho người khác thì lễ cái con chưa cái con dài tiền cũng gì đó thì tặng bên mình nữ thì nó mời cô cháu dạ. Cô dâu và cô rể đến đây cả ba đơn họ nhà trai trước đây chưa được là có lẽ như là chương trình luôn mấy kia đâu bà dưới tay Cô Vân, đưa dẫn
sao nữa? Thì có Đô Kiền. Đô Kiền đưa tay không? Đô Kiến, Diễn Kiền, Diễn Thợ Diễn Kiền. Thì hai em Vũ Đình, Lễ Nghĩa gì đây? Giờ mình đã bây giờ mình lấy nha. Giờ đi hả? Giờ đi nói đi không? Dạ, dạ. Để ta cái đồng bào nhắn ta sao? Thì làm chứ, tao quậy mình mới nào đó ăn. Thì hôm nay Đồng Cái Tình, Đồng Cái Tình Nghĩa. Thì trước tôi cũng quậy, cũng cần có dâu dâu cho nó mà để nối dòng nối thổ gì quê tôi, tại tôi cũng nói thêm đôi lời đến thì hôm nay thì mẹ chồng rất nhiều đó thì ông quậy có tặng cho hai đứa cháu quậy năm phụ điệu thì cũng phải cho cháu quậy thì cho quậy quậy mà cho hôm nay con ăn lấy 5 triệu để kiến tạo ra tiếng rẻ còn 4-9 triệu làm gì để hai họ ăn được em muốn đuổi tiếng à đó rồi 5 triệu lên để mượn người ta trở đặt tất cả là anh em 50 triệu 50 triệu tôi cũng xin phép được đứng đây để xin trình bày lại với quý bà cô bác những lời ngoài bàn tròn đó mấy ông bà đó. Thì tôi xin nhắc đại sơ lại thôi thì trước hết thì hôm nay thì có lễ hôm nay thì có đôi bông để cái chiêng chiếc chiêng và một cặp nhẫn cặp cặp xí rồi và tiếp theo là 50 triệu để tiền hậu tập đây xin nói rõ là nhà trai có nhắc ra là 5 triệu để lo tiền gạt còn 45 triệu thì để trực tiếp với họ nhà gái xin nhận và cảm ơn và tôi xin giải quyết từ thành bây giờ xin mời để cô dâu để đeo nữ trang. Ngón tay bé hồng giấc mơ.
trời tươi hồng. Những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay về trời tươi hồng. Những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, một trời tình yêu. Mai Hiếu sẽ chơi cùng với chú rể Thành Tú, xin phép được bắt đầu.
trong buổi tiệc đánh hôn của cô dâu Mai Hiếu, phóng viên cùng với chú rể Thanh Tú đang được diễn ra trang trọng tại Tư Gia. Tôi lời xin phép được đại diện cho ban tổ chức cũng như gia đình cô dâu và chú rể xin phép gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Có thể nói ông tôi và bà Nguyệt đã kéo xe duyên kết tóc, cho nên kể từ giây phút đầu tiên gặp gỡ cho đến những lần hẹn hò đặc biệt thì đến hôm nay chị Hiếu và anh Tú chợt nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau. Và sau khi hỏi cha xin mẹ và được sự đồng ý chấp thuận của gia đình hai họ và chọn được ngày lành tháng tốt, thì hôm nay cô dâu Mai Hiếu cùng với chú rể Thanh Tú quyết định chọn ngày 7 tháng 9 năm 2019 nhằm ngày 9 tháng 8 năm Kỷ Hợi để tổ chức buổi lễ đính hôn với sự hiện diện đông đủ của tất cả những người mà hai anh chị yêu thương cùng trở về đây để cùng chúc mừng cho hai anh chị được chính thức nên nghĩa vợ chồng. Và giờ đây không thể quý vị phải chờ đợi lâu, thế vậy chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu và chúng ta dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón cặp đôi quyên ương hạnh phúc nhất và đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, cô dâu Mai Hiếu và chú rể Thanh Tú. Một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị. Kính thưa ông bà nội ngoại hai bên, cô bác gần xa, cha mẹ hai bên, hai vợ chồng có đôi lời gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ hôm nay, lời nói cảm ơn thân tình trân trọng và thân thương nhất. Ngày hôm nay có thể nói là chú rể rất là vui, hạnh phúc, xúc động cho nên không có nói được lời nào. Bây giờ không nói được thì mình dùng hành động. Bây giờ uống. Hả chú rể? Bây giờ không nói được thì mình uống. Cô dâu ơi, mình nâng ly cho có hình thức với chú rể. Dạ quý vị ơi, ở dưới chúng ta cũng chuẩn bị ly được không ạ? Và ly này chú rể sẽ uống cạn thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Vì cái tội không có nói được lời nào, bây giờ phải uống cạn. Dạ chuẩn bị chưa? Cô dâu và chú rể cũng như gia đình hai họ một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khách quý, những người thân yêu của hai anh chị đã trở về đây để chúc mừng, để chia sẻ cái niềm vui này. Và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn luôn gặt hái thành công trong cuộc sống. Đặc biệt buổi trưa ngày hôm nay không say không về được không ạ? Và giờ đây thì chú rể ơi, có thể nói rằng sau thời gian quen biết và tìm hiểu thì đến nay tình yêu của chị Hiếu và anh Tú đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Và có thể nói sắp tới đây chúng ta sẽ mở ra một cái cánh cửa hôn nhân rất là tuyệt vời. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vời với cô chú lệ. Và giờ đây cô Linh xin phép đại diện cho những người thân yêu của cô dâu, của cô gái xinh đẹp này ngay trên sân khấu này, trước khi trao vòng tay cô gái xinh đẹp này cho anh, thì anh ơi, anh hãy tặng một điều gì đó, một món quà gì đó thật lãng mạn và ý nghĩa ngay trên sân khấu này được không ạ? Để cho tất cả chúng tôi được yên tâm một chút đó mà. Được không anh?
Đó. Dành cho cô dâu và chú rể một tràng vỗ tay lớn hơn nữa nè. Dạ mời cô dâu và chú rể chúng ta bước mấy anh chị, mấy cô chú ở dưới chúng ta có mấy ảnh chúng ta đưa lên, chúng ta chụp lại cái khoảnh khắc kỷ niệm này nha. Cô dâu và chú rể chúng ta chưa? Anh muốn tặng cái gì mà anh nhấp nhấp vậy? Tặng nụ hôn. Dạ. Cái gì cũng từ từ anh đừng có vội. Người ta thường nói rằng nếu mà hôn má trái thì sẽ sinh 4 trai 1 gái, hôn má phải thì sẽ sinh 4 gái 1 trai, còn hôn môi thì 1 trai 1 gái đủ nuôi gia đình giàu có hạnh phúc ấm no. Anh muốn cái gì? Ai không ơi? Ông ơi, anh muốn giàu có. Dạ đây, bây giờ quý vị ơi, chúng ta hỗ trợ với cô dâu chú rể một chút là chúng ta vỗ tay. Khi nào tiếng vỗ tay ngừng thì nụ hôn này mới được lấy ra nha, chứ không có để vô lấy ra không có được. Như vậy nó chưa có đủ thành ý đúng không anh? Dạ. Bắt đầu, chú rể cô dâu chúng ta nghiêng qua 45 độ. Chưa? Nghiêng qua được có vậy sao ta lấy hình được, anh khôn quá. Bắt đầu quý vị ơi, 1, 2, 3. Tiếng vỗ tay vẫn còn chú rể ơi, tiếng vỗ tay vẫn còn. Đầu nghĩa phu thê và hy vọng rằng sau khi hai chị kết hôn sẽ sớm sinh quý tử. Cũng không quên chúc cho hai họ từ nay có vô miền rễ thảo, sống với cháu nội cháu ngoại để ấm vòng. Và thưa quý vị, và giờ đây thì chắc có lẽ là Phương Linh xin phép trả cô dâu và chú rể trở về vòng tay yêu thương của tất cả quý vị để nhận những lời chúc tốt đẹp nhất đến từ những người thân yêu của hai anh chị. Một tràng vỗ tay thật lớn. Một lần yêu khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời, anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật tha, anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Một lần yêu khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời, anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật
thật tha. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Em cũng dự báo để này để giờ buổi tiệc họ lễ vui lễ kính hôn của hai cháu thì rất là cảm ơn. Chúc chúc quý bà cô bác có buổi tiệc ngon miệng ha. Alo. Thank you.
Tôm lều lý
tưởng đó, túm lều lý tưởng đó, túm lều lý tưởng của mình.
cho em tình yêu ban sơ.
anh cho em giấc mơ êm đềm. Em yêu anh tình yêu ngây thơ và em trao anh trái tim. Anh ôm em vòng tay đam mê và anh cho em ngất ngây môi mềm. Em theo anh về nơi xa xăm, một nơi cô duyên đôi mình. Cho nhau những ngày vui, ngày vui là khi em có anh trong đời, lúc vắng anh em quên nụ cười. Nghĩa cùng em bay suốt trong đêm dài, trong men say tình ai. Xin dành trọn cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Anh cho ai xin ở lại bên em, đừng vội vàng say goodbye. Cho ai xin ở lại bên